chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Và nếu lần đầu tiên xem clip của em thì em xin tự giới thiệu, đây là mình ở thành phố Hà Nội. Mong tất cả các bác để lại cho em xin được một lượt like và một lượt đăng ký kênh màu đỏ. Hôm nay mới nhất là ngày 6/1/2020. Thì hôm nay là cũng bây giờ là 9 giờ sáng. Chúc mọi người là một ngày mới là tràn đầy niềm vui và sức khỏe dồi dào. Hiện tại là còn khoảng 25 ngày nữa thôi là Tết Nguyên Đán đã đến. Thì ngày hôm nay em xin trân trọng giới thiệu cho các bác một mẫu xe mà nó rất là đẹp. Thì mong quý vị khán giả và tất cả các bác là hãy theo dõi hết clip này của em, bởi vì chiếc xe này nó rất là chất và rất là điểm gì thì cái đó em sẽ đi vào chi tiết định giá cho mọi người cùng nắm bắt. Thì như tôi đây bây giờ em xin được giới thiệu cho các bác một cái mẫu xe, đó là chiếc Hyundai Accent phiên bản hatchback mọi người nhé, phiên bản hatchback đối cụ hai chúng ta Honda hay gọi nó là phiên bản một đầu đó, sản xuất năm 2015, đăng ký 16 trên tư nhân biển Hà Nội, màu bạc. Thì như thường lệ các bác thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của em mọi người nhé. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết đánh giá xe này cho tất cả các bác cùng nắm bắt. Thì như tôi đề em đã nói thì hôm nay em xin được trân trọng giới thiệu cho các bác một cái mẫu xe. Trước mắt chúng ta đây là chiếc Hyundai Accent phiên bản 1.4 máy xăng số tự động, sản xuất năm 2015, đăng ký lần đầu năm 2016, tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ đầu. Xe được trang bị ngoại thất là màu bạc, nội thất là màu kem bơ. Em xin nhấn mạnh với mọi người là chiếc xe này nó rất là chất và nó còn rất là đẹp. Xe chạy hơn 4 vạn mà thôi. Thì bác nào mà đang có nhu cầu muốn mua cái chiếc xe này với cái tầm tiền hơn 400 thì cố gắng theo dõi em hết clip này mọi người nhé. Bởi vì chiếc xe này nó còn rất là đẹp từ đầu tới đuôi, từ ngang tới dọc cho đến khung gầm bệ, máy móc, tất cả mọi thứ nó còn rất là chất luôn. Thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết đánh giá cho mọi người cùng nắm bắt. Hyundai Accent phiên bản 1.4 máy xăng số tự động, sản xuất năm 2015, đăng ký lần đầu 16 mọi người nhé, tên tư nhân biển Hà Nội mà đặc biệt là một chủ sử dụng từ đầu. Và một chiếc xe hatchback đuôi cụt ạ. Rất là trường xe, đặc biệt chiếc xe này là một chiếc xe nhập khẩu mọi người nhé. Nhập khẩu mà giá bây giờ chỉ có hơn 400 một chút mà thôi. Khá là đẹp đó. Cốp đằng sau thì rất là to. Đây là một chiếc phiên bản blue rồi mọi người nhé. Dưới 14 chứ. Thì Accent chưa được lên cái phiên bản động cơ blue thì nó tiết kiệm nhiên liệu hơn này. Máy chạy bốc hơn này, nói chung là Hyundai họ đã cải tiến thành công cái máy cái động cơ lên phiên bản blue thì nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn mọi người nhé. Nona nó là như vậy ạ. Vâng, phiên bản hatchback la răng đúc. Về option của chiếc xe này thì cũng khá là nhiều option. Thì chiếc xe này cũng đã độ thêm màn hình Android này, loa sub này, camera 360 cam sườn này mọi người nhé. Vâng, đèn bi vô projector, cửa sổ trời, hộp số tự động đầy đủ. Rồi em đặt luôn tận cho anh cái máy này. Bây giờ em sẽ đi vào phần động cơ cho mọi người cùng xem nhé. Các bác nhìn cái nắp capo này, cái đường gân của nó là vẫn còn nguyên này, đăng kiểm với phí đường bộ còn đến tháng 3/2020 mọi người nhé, là có thể chúng ta hiện tại là vẫn còn. Đây là hiện cái máy của xe này, em sẽ quay chi tiết nhất để đặt ơi đặt trống giúp anh ở đây này, để các bác nào ở xa có thể chốt cặp từ xa cũng được mọi người nhé. Về phần cần Tết rồi, do vậy lãi chút là bán thôi chứ cũng không nói thách quá nhiều đâu mọi người ạ. Bác nào thiện chí về chất lượng cái xe này thì hoàn toàn là quá yên tâm luôn. Đây là nắp capo này. Đó. Ốc capo này mọi người nhé. Tất cả mọi thứ là đều còn zin, ốc capo bên này này. Đó, tai đây. Tai xe này. Ắc quy này. Mọi người thấy là mới không ạ? Đương nhiên là em cũng phải spa rồi nó mới được đẹp như đây. Nhưng mà chiếc xe này nó thật sự với mọi người là nó cũng còn rất là chất. Đấy, cục ABS nó còn sáng choang nha mọi người nhé. Đó, máy nổ rất êm. Ốc đây, ốc áp, êm trần máy, tất cả ốc bật máy, tất cả. Máy số là còn zin mọi người nhé. Cam kết cho mọi người là 100% là máy số còn zin. Mặt máy này quá mới. Nó rất là khô mà nó rất là sáng xe. Đó, bên này cũng vậy. Đây là về phần máy mọi người nhé. Thì hiện tại em đã quay về phần máy xong. Về phần chất lượng thì một lần nữa xin được cam kết với mọi người là xe không đâm đụng và xe không ngập nước. Nếu như phát hiện lỗi em hoàn toàn đền bù mọi người nhé. Các bác ở xa cũng hoàn toàn tin tưởng đặt cọc. Đây là phần đèn pha, có đèn LED ban ngày này, giải LED ban ngày này, đèn bi projector này. Đó, đèn sương mù đấy ạ. Đèn gầm đấy ạ, đèn gầm sương mù. La răng đúc này. La răng đúc này, lốp bút ria vẫn chạy tốt mọi người nhé, lốp còn tốt này. Cái xe đẹp hay không các bác nhìn em, cái cùm phanh này. Cùm phanh nó còn rất là sáng.
Đấy, cái cụm phanh nó rất là sáng, nếu xe chạy nhiều thì nó sẽ bị ố rồi. Nhưng chiếc xe này cụm phanh mọi người xem này, nó rất là sáng. Đây, mọi người nhìn, la răng rất là giữ gìn luôn. Từng cái đường mí của trên xe này, từng cái đường mí trên xe nó còn đều và thẳng. Kính lái không một vết rạn nứt nào mọi người nhé. Camera hành trình, xi nhan tích hợp trên gương này, camera sườn này mọi người nhé. Xi nhan tích hợp trên gương, mặt gương chỉnh điện và gương ngập điện. Đó. Đây là cái phần táp ly cửa phụ này, táp ly cửa phụ keo chỉ thì cam kết 100%, chiếc xe này thì nó quá mới rồi. Thì do vậy là vấn đề keo chỉ em xin phép bỏ qua mọi người nhé, để quay cho mọi người cái vấn đề chính thôi. Chốt mổ cửa này. Quá mới. Đó, đây quay qua phần nội thất cho mọi người cùng xem này. Em để máy lên mọi người nhá. Xe vẫn sử dụng là chìa khóa cơ, chưa lên được đề nổ start top. Đó, màn hình đầu Android này mọi người nhá. Thì nên em sẽ đi vào chi tiết sau. Đây là vấn đề ghế phụ này. Chúng ta nhìn như này cảm tưởng như là ghế là nhăn, nhưng thực chất không phải là ghế nhăn đâu, mà là cái chiếc ghế của ASEAN người ta là sản xuất, là làm cái ghế da là như vậy. Đây mọi người xem bên kia cũng vậy này, đằng sau cũng vậy, đầy thẳng, nhưng cái phần này người ta làm nhăn 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 lên để cho nó đẹp này. Đây là một hộc đựng đồ mọi người nhá. Đó, một khay đựng đồ này. Táp lô, táp ly bên này là một bên phụ cũng rất là đẹp. Đây ạ, ốc bản lề đây. Khóa mới, rất là mới mà nó rất là đẹp. Ngoằm khóa đây. Đó, ốc bản lề dưới này. Bậc lên xuống này. Rất giữ gìn đúng không mọi người ạ? Gần Tết rồi, lãi chút là bán mọi người nhá. Bác nào quan tâm thiện chí thì alo cho anh em mình, có thể chốt đặt cọc từ xa cũng được. Đây là phần táp ly cửa phụ đằng sau. Táp ly cửa phụ đằng sau đây ạ. Đây là hàng ghế thứ hai này. Hàng ghế thứ hai là xe nội thất kem mọi người, xe có cửa sổ trời ạ. Đây ạ. Cửa sổ trời đầy đủ mọi người nhá, xe nhập khẩu mà. Xe nhập khẩu nội địa Hàn Quốc, động cơ 1.4 ạ. Số tự động. Đây là hàng ghế thứ hai đây, ASEAN này. La răng đúc đằng sau này. Rất là mới, rất là đẹp, rất là sáng. 4 phanh đĩa, 4 ABS đầy đủ mọi người nhé. Phiên bản hatchback, nếu như đây là một phiên bản sedan thì có lẽ cũng đẹp hơn. Nhưng mà nhiều bác cũng thích cái dòng xe hatchback này, cốp nó rất là rộng. Đèn hậu đó. Các bác xem đèn hậu này nó còn rất là mới này. Đó. Gạt mưa sau này. Đèn phanh trên cao này. Cốp điện mọi người nhá, cốp mở điện ạ. Đó, cốp đây. Xe thì cam kết luôn mọi người nhá. Lỗi tặng xe ạ. Em xin nhấn mạnh với mọi người là lỗi tặng xe. Hoàn trả lại tiền cho khách hàng nếu như phát hiện xe là có bị lỗi hay là xe không đúng như lời nói. Đây. Từng con ốc nó rất là sáng. Lốp sơ cua đây mọi người nhá. Không lốp sơ cua ạ. Rồi, ok. Phiên bản hatchback này, xe được có cảm biến lùi đằng sau. Cảm biến lùi đằng sau này. Nó mới, rất là sáng. Táp ly cửa lái đằng sau này. Táp ly cửa lái đằng sau. Bậc lên xuống này, xe sử dụng rất là ít, xe chạy hơn 4 vạn thôi mọi người nhá. Hơn 4 vạn xịn ạ. Cam kết cho mọi người là xe công tơ xịn này. Không tời không tua. Từng mép, từng cái mép cửa nó còn rất là đẹp luôn ạ. Từng cái mép cửa luôn. Không một giọt sơn ngoài nào cả. Đây là phần táp ly cửa lái này. Táp ly cửa lái đây. Đây phần này là da mọi người nhá. Còn đây là nhựa này. Đây các bác cùng xem cửa của này. Hệ thống 4 kính điện này. 4 kính điện, tất cả mọi thứ mọi người đúng không ạ? Từng cái chi tiết vẽ trên từng cái nút bấm nó vẫn còn nguyên này. Thì xe sử dụng còn rất là ít. Bậc lên xuống đây. Ghế nâng hạ ghế, chiều cao nâng hạ ghế mọi người nhé. Xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc ạ. Rất là đẹp. Ốc bản lề này. Hoàng khóa này. Số vin của xe này. Ghế lái đây mọi người nhé. Ghế lái này, mọi người xem này. Rất là căng, nó rất là căng. Đấy, nút thắt này. Cửa sổ trời đây. Rồi, mọi em đi một vòng quanh xe nữa, sau đó em đi vào phần nội thất cho mọi người xem. Xe rất là đẹp.
Thì xin giới thiệu lại với mọi người, đây là chiếc Hyundai Accent phiên bản 1.4 máy xăng số tự động, sản xuất năm 2015, đăng ký lần đầu năm 2016, tên tư nhân biển Hà Nội một chủ từ đầu. Xe được trang bị ngoại thất là màu bạc, nội thất màu kem. Đăng kiểm phí đường bộ đến tháng 3 năm 2020. Xe chạy hơn 4 vạn. Về giá bán thì thôi em xin được nhấn mạnh với mọi người là như thế này. Bác nào thiện chí thì alo cho em thì em để giá tốt. Chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng là cặp từ xa, giao dịch từ xa được mọi người nhá. Bởi vì chiếc xe này em nó quá đẹp rồi, rất là tự tin rồi. Em bán với giá là 445 triệu mọi người ạ. Có bớt một chút cho bác nào thiện chí mọi người nhá. 445 triệu ạ. Đây, xe chạy 4 vạn 4 này. Xe được sử dụng là vô lăng 4 chấu bọc da. Vô lăng 4 chấu bọc da đây mọi người cùng xem này. Da nó còn rất là đẹp, nó chưa hề bị bóng, chưa hề bị quá bóng mọi người nhá. Đó, nút bấm tích hợp trên vô lăng đầy đủ này, núm còi này. Đó, xe được lắp thêm camera hành trình này. Camera hành trình này. Xin chia sẻ với mọi người về cái vấn đề đầu Android này. Camera của chiếc camera hành trình của chiếc Hyundai Accent rất là xịn sò này. Đó. Đó. Đằng trước đằng sau đầy đủ mọi người nhé, cam lề cam lùng. Rất là hiện đại luôn. Đây là một chiếc màn hình Android lắp thêm mà cảm ứng nó tích hợp rất là nhiều thứ ở trên màn hình, ví dụ như là định vị này, lệch làn này, nó báo tốc độ này. Vân vân và vân vân. Thì để về giá trị chiếc màn hình này nó cũng rơi vào khoảng là 9 triệu đồng mọi người nhá. 9 triệu đồng. Đó, rất là đẹp. Có càng tốt mọi người. Đây là điều hòa cơ này. Điều hòa cơ. Đây gió trong gió ngoài, hai cổng sạc này, cổng AUX này, USB này. Và đây là hộp số tự động. Xe Accent này thì lành lắm mọi người. Nó cũng như chiếc Vios thôi. Các bác có xem cái tay phanh này, nó quá mới này. Rất đẹp này. Xe có loa súp mọi người nhá. Vâng, xe có loa súp ạ. Vâng. Màn hình cam sườn đây, màn hình của cam sườn đây. Đây em quay cái phần cửa sổ trời này. Đó, vẫn hoạt động bình thường này. Đèn này. Rồi. Về giá bán thì em bán chào bán 445 triệu có bớt một chút mọi người nhá. Bác nào quan tâm thì alo sớm nhé, em số điện thoại em để ở phần mô tả. Một lần nữa em cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi ạ. Chào các bác.